thời tiết và khí hậu có ảnh hưởng lớn đến cuộc sống hàng ngày của con người và sinh vật trên trái đất. Ở các vùng khí hậu nóng, độ ẩm cao, mưa nhiều thì sinh vật phát triển hơn ở vùng lạnh, độ ẩm thấp, mưa ít. Thời tiết là các hiện tượng mưa, nắng, nhiệt độ, gió, độ ẩm xảy ra trong một thời gian ngắn ở một vùng nhất định. Thời tiết diễn ra chủ yếu trong tầng đối lưu và luôn thay đổi. Khí hậu là sự lặp đi lặp lại trạng thái thời tiết ở một khu vực, diễn ra trong một thời gian dài, từ năm này qua năm khác và đã trở thành quy luật. Nhiệt độ không khí là lượng nhiệt khi mặt đất đã hấp thụ năng lượng nhiệt mặt trời rồi bức xạ vào không khí. Nhiệt độ không khí được đo bằng nhiệt kế. Nhiệt kế có nhiều loại, nhiệt kế thủy ngân, nhiệt kế điện tử. Ở các trạm khí tượng, người ta phải để nhiệt kế trong hộp gỗ thoáng khí, đặt cách mặt đất 2 mét. Người ta thường đo nhiệt độ không khí một ngày ít nhất 3 lần vào lúc 5 giờ, 13 giờ và 21 giờ và tính nhiệt độ trung bình của ngày. Người ta còn tính nhiệt độ trung bình tuần, tháng với nhiều cách thể hiện biểu đồ khác nhau. Nhiệt độ không khí thay đổi theo vị trí gần hay xa biển, do đặc tính hấp thụ nhiệt của nước và đất khác nhau. Nhiệt độ không khí thay đổi theo độ cao, cứ lên cao 100 mét thì nhiệt độ giảm 0,6 độ C. Nhiệt độ không khí thay đổi theo vĩ độ. Ở vùng vĩ độ thấp, góc chiếu tia sáng của mặt trời với mặt đất lớn nên mặt đất nhận được nhiều nhiệt, nhiệt độ không khí cao. Ở vùng vĩ độ cao, góc chiếu tia sáng của mặt trời với mặt đất nhỏ nên mặt đất nhận được ít nhiệt, nhiệt độ không khí thấp. Sự hình thành mây. Do nhiệt lượng ánh sáng mặt trời làm nước trên bề mặt trái đất và đại dương bốc hơi. Hơi nước khi lên cao bị lạnh đi và ngưng tụ thành các đám mây. Các hạt nước kết hợp với nhau và lớn dần. Khi các hạt nước này đủ lớn và chịu sức hút trái đất, chúng tạo thành mưa và rơi xuống mặt đất. Nước dưới mặt đất lại bị bốc hơi và chu trình cứ thế tiếp tục. Bản đồ phân bố lượng mưa trên thế giới bị